Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo của Sở Y tế Kiên Giang, từ 19 giờ ngày 31 tháng 10 đến 19 giờ ngày 1 tháng 11 năm 2021, toàn tỉnh ghi nhận 375 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca mắc tính từ ngày 21 tháng 6 năm 2021 đến 19 giờ ngày 1 tháng 11 năm 2021 lên 10.259 ca, ghi nhận tại các địa phương đơn vị sau. Thành phố Rạch Giá ghi nhận 125 ca, trong đó 24 trường hợp phát hiện trong cộng đồng qua thực hiện test nhanh, 65 trường hợp trong khu phong tỏa và 36 trường hợp cách ly tập trung và cách ly tại nhà. Huyện Châu Thành ghi nhận 38 ca, trong đó có 4 trường hợp phát hiện trong cộng đồng qua thực hiện test nhanh, 14 trường hợp phát hiện trong khu phong tỏa và 20 trường hợp cách ly tập trung và cách ly tại nhà. Thành phố Hà Tiên ghi nhận 10 ca, trong đó 8 trường hợp phát hiện trong khu phong tỏa, 2 trường hợp cách ly tập trung và cách ly tại nhà, trong đó có 1 trường hợp nhập cảnh. Huyện Dòng Riền ghi nhận 11 ca, trong đó có 8 trường hợp phát hiện tại cộng đồng qua test nhanh, 1 trường hợp phát hiện trong khu phong tỏa, 2 trường hợp cách ly tập trung và cách ly tại nhà. Hòn Đất ghi nhận 32 ca, trong đó 3 trường hợp phát hiện tại cộng đồng qua test nhanh, 17 trường hợp trong khu phong tỏa, 12 trường hợp cách ly tập trung và cách ly tại nhà. Huyện Vĩnh Thuận ghi nhận 2 ca, An Biên ghi nhận 5 ca là trường hợp cách ly tập trung và cách ly tại nhà. Huyện Gò Quao ghi nhận 7 ca là trường hợp cách ly tập trung và cách ly tại nhà. Tân Hiệp ghi nhận 47 ca, huyện U Minh Thượng 8 ca, An Minh 2 ca, thành phố Phú Quốc ghi nhận 54 ca. Trong ngày ghi nhận mắc mới từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh trở về địa phương 34 trường hợp, nâng tổng số ca mắc lên 569 ca.